Rồi xin kính chào toàn thể anh em đến với kênh YouTube Phụ Tùng Rã Xe Lắm Quỳnh 110. Dạ em tên là Lắm ở Bến Tre, số điện thoại của em là 0939530347. Thì hôm nay em rã món con quay 210 đời 99. Xe này cuối 99 ha anh em. Thì trên cà vẹt thì đăng ký là đầu 2000, nhưng mà xe này đồ nó là đồ 99. Thì hồi trưa em đăng Zalo thì có ông anh ổng chốt luôn full cục máy với bộ giấy rồi. Nên bây giờ còn cái gì thì em bán cái đó ha anh em. Nay em cũng bận nhiều việc quá, em quay hơi tối rồi, mong anh em thông cảm, hơi khó xem một chút xíu ha anh em. Em quay đằng led. Rồi bên anh em mua hàng bên em thì vui lòng chuyển khoản cọc giúp em ha. Anh em chủ yếu cọc tiền ship thì em sẽ ship code. Còn anh em không cọc mà kêu em ship code thì em không có ship code được, thì mong anh em thông cảm nha. Rồi, đầu tiên đồng hồ. Đồng hồ quay thái 110. Rin hết luôn ha anh em, bao rin toàn tập. Bát móc là còn ok hết. Nền bao đẹp. Còn cái kim là hồi trưa em có đăng trên Zalo ha anh em, rất là đẹp luôn ha. Kính này là kính rin theo xe, về xài luôn. Để em tắt đèn led cái. Kính rin theo xe, nền là bao đẹp ha anh em. Nay hơi tối em quay test lấy nền cho anh em xem luôn. Không trăng sao gì hết ha anh em. Như vậy cho nó dễ. Thì để em mở led lại. Đây. Thì dây nhựa là đẹp luôn ha anh em. Xe này rin chất anh em, cục máy cũng khiếp luôn. Không anh qua ông chạy một cái rồi ông chốt luôn. Thì đây cho anh em xem led ha. Đây là không có đứt gì hết ha, sạch ha. Này 99 ha anh em, đây. 99. Đẹp luôn. Thì đồng hồ này em bán giá hơi cao tí xíu nha anh em. Full chức năng, nền đẹp. 1,5 triệu anh em. Giá này cũng bình thường thôi chứ có gì đâu. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là tới cặp cùm. Chữ ta là còn rõ luôn ha anh em. Nhưng mà cái dây này người ta có thay rồi nha. Đây. Có cái nào thì em báo cái đó với anh em ha. Từ khi lỗi là lỗi ở khuất ở trong anh nhìn không thấy thôi. Còn đa số là có lỗi là em sẽ báo với anh em. Chữ ta là không có mất gì hết nè, rất là rõ luôn. Bên đây, bên đây thì cùm công tắc còn khá ha anh em. Đây chữ nó còn hơi mờ mờ ha. Cái nút này anh em về vệ sinh ra còn đỏ nghe anh em à. Nay em gấp quá em không có vệ sinh gì hết. Thì dây nhựa là ok hết nè. Mẹ mưa tới rồi nè. Dây nhựa ok hết. Thì cặp cùm này thì em báo giá với anh em là 500.000 cho anh em về lắp xài luôn. Giữ like cái nút ta này không vấn đề gì hết anh em. 500. Đẹp hết anh em. Rồi tiếp theo là tới bi đông sọ khỉ. Bi đông sọ khỉ này gù còn đủ hết anh em. Gù đối trọng nè. Đây người ta bọc inox thôi. Răng cỏ cho anh em nè. Đặc biệt là bao ngay thẳng nha. Cái này trên xe rất là ngay. Râu mà râu sò khỉ còn đủ mà, bên đây một nè, bên đây hai nè ha. Đây. Sơn rin đẹp ha nè. Và rin theo xe có chữ T ha. Thì bi đông sò khỉ này giá hơi cao tí xíu anh em, tại này xe này đẹp ha. 500.000 ha anh em. Nè, anh em nhìn cái sò khỉ ha. Cực kỳ VIP nha. Bi đông sò khỉ này 500. Thì có luôn cái tay thắng này ha anh em. Em chỉ gỡ cặp cùm ra thôi. Rồi tiếp theo là combo bách nạ bách lòng. Ồ bách nạ ha, bách lòng em bán rồi luôn anh em ơi. Ông anh ổng dặn em mấy ngày rồi em phải bán riêng cho ổng. Thì bách nạ này là bách ra đùm, bách nạ quay thái 110 đùm đời 99 ha, có cái râu đây ha anh em. Thì sơn rin. Còn khá, em tặng cho anh em hai ngóc bắt bách nạ. Con ốc bắt càng luôn, còn càng này càng lô rồi. Thì em bán cái bát mặt nạ này là 100.000 anh em. Rồi tiếp theo là cái trảng ba. Trảng ba này bao ngay thẳng cho anh em. Trảng ba này còn đen hết anh em. Đây nè, đen ha. Bao thẳng cho anh em 300.000. Nè mấy ngóc này anh em nhìn thấy. Nguyên si luôn hết anh em. Nè. Nay quay hơi tối quá hơi khó nhìn anh em. Mong anh em thông cảm nha.
Tiếp theo cặp phục trước, cho anh em về sơn lại. Cặp ti thì nó có rổ tới đây ha, rổ tới đây nhúng không tới nha, có xì anh em, anh em về làm lại ha. Thì anh em mà không lấy cái cặp nút nhựa này thì em bán em 300, mà nếu lấy luôn là 350 nha anh em. Cặp nút nhựa này là em bán lẻ là 100.000 nha. Đẹp lắm. Khó kiếm lên em. Này. KT ha anh em, HM ha. Đúng với thái 110 ha. Đây. Rồi. Còn tiếp theo là cái cặp bánh. Thì cái bánh này căm xét là em không có bán nguyên bánh được. Mình không bán nguyên bánh thì mình sẽ bán là đùm lẻ anh em. Đùm này không có sơn riêng anh em. Người ta có quét sơn hay gì rồi anh em. Nên cái này khi em tháo xuống em sẽ kiểm tra rồi em báo giá với anh em sau. Bây giờ em bán cho anh em cặp niền đi. Thì cặp niền này là trên theo xe. Có hơi nổ xi nè anh em. Đó. Nổ nè anh em, về vệ sinh không biết ra không thì em không biết, nhưng mà có nổ nè. Giá rẻ thôi anh em. Này cũ quá trời, nó hơi nổ nè. Nhưng mà được cái này em kiểm tra rồi, hình như em thấy. Ơi trời, bể. Cái này là nó đây, điện theo xe hết anh em. Siam Goshi nè. 1.2 nè. KBS hết anh em. 99 nha anh em. Chị em quay cho chân dòi cho anh em xem nè, không có là mọt hết anh em. Nhưng mà nó nổ xi nè, thấy không? Vành sau nó cũng vậy luôn. Để em quay vành sau cho anh em luôn. Chứ còn cặp đầm mà để em tháo xuống kiểm tra rồi em báo. Thì vành sau nó cũng nè, nhâm nè anh em. Cái này không phải, cái này dính nhựa. Đây nè, ha, nhâm nè ha. Tối quá khó coi quá anh em. Không có lủng nha anh em. Có xét nữa nè ha. Cho anh em về vô xe. Vừa ha, vô xe bán hay vừa ha. Đây, anh em coi mã số nè. Mã số là KBV kép ha anh em. Nè, Siam Goshi nè ha. Riêng theo xe ha. Thì cặp vành này em báo giá chứ anh em là 600.000. Còn đùm thì không có nghe nè, chứ bán cặp vành thôi nha. Rồi phục báo rồi, cặp vành đó rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì em báo giá với anh em cái Boe. Tại ông anh ông chỉ lấy từ co xăng trở xuống thôi nè. Boe này còn đét ở đây ha anh em. Mất hơn chút xíu ha, 190 ha, mất hơn chút xíu ha. Này là em không dám rửa luôn anh em. Rửa sợ nó tróc anh em. Còn ở đây thì nó cũng mất rồi. Ngày 12 November tháng 11. Ngày 12 tháng 11 năm 99 anh em. Thì cái Boe này còn 2 đét. Để coi cái đét bên đây còn không. Rồi còn 3 đét luôn anh em, nhưng mà nó có dạng có mất chút đỉnh ha. Thì cái Boe này em bán, Boe hay gọi lọc gió, em bán cho anh em giá là 500.000. Khó kiếm anh em. Nè, ống hơi còn đủ hết ha. Hai cái ống là không có gãy nha. Rồi, 500. Tiếp theo là cái mobin. Mobin này đó là bên trong là tháng 11 năm 99 anh em. Nhưng mà nó có dấu hiệu nứt rồi, nó hơi răng nhẹ rồi. Hơi răng nhẹ chứ không phải nứt tà la nha, hơi răng nhẹ rồi. Đây, mobin này dây còn đẹp luôn nè. Chụp này chụp riêng theo xe. Còn gót lắm anh em. Ha, chụp riêng theo xe. Là cái cây ngang ở trong hình như còn cái gì nè. Hình nó cứng. Thì em bán mua bên chụp này là 450.000. Anh em nào thấy được thì hú ha. Anh em mấy trong anh em kỹ tính thì anh em về trái keo vô. Còn nếu không để xài, nếu mà gắn bẩn thì không sao nè. Không vấn đề. Trên xe này em chạy lần lần không sao. Tiếp theo là tới cần thắng cần số. Thì cần thắng này là riêng theo xe đời 2000. Gai đẹp anh em. Xi cũng còn sáng lắm mà thấy có mấy chỗ này không biết anh em về trả ra thôi không biết. À, em chưa có trả. Rồi cần thắng. Cần số. Số này xấu rồi anh em. Nè cho nhưng mà được cái là riêng theo xe ha, đời 2000. Cho anh em về xi lại. Thì cần số này em bán 100.000, còn cần thắng là
Còn thắng này thì em bán là 300.000, không có đũa nghe anh em, không có đũa thắng nha. Đũa thắng em bán riêng. Rồi, tiếp theo là tới cái giò đập máy. Giò máy tặng kèm cho ngâm anh em con ốc số 8 luôn. Rồi chi còn khá đẹp ha anh em. Đầu này không xét luôn ha. Nó tóm lại là cơ còn cứng ngắc à. Nhưng mà về anh em vệ sinh thêm. Nè, trong đây nó có hơi xét xét, anh em về vệ sinh thêm mấy cái này là nó không có nhầm gì, vệ sinh nó ra nghe anh em. 180.000. Tiếp theo là tới gác chân 2 tầng. Đây cao su nè. Em nhìn thấy nó ngay thẳng anh em. Ngay thẳng đó ha. Rồi. Khung con bên đây là đầy đủ nè ha. Chân chống nghiêng lô rồi. Thì cái gác chân 2 tầng này thì em bán cho anh em giá 300 ha. 300. Tiếp theo là tới cặp các chân sau. Chân sau là có luôn bách sắt anh em. Có ngóc này luôn. Còn không có con tán này, tán này tán lô của xe đạp rồi. Tán bắt cấp thì không có ha. Cái này là được cái đồng sắt còn riêng rồi nè. Anh em về để về xài cũng được. Còn anh em mà muốn vô khung mới thì vô ha. Lỗ này còn chưa có quạt nha anh em. Thì cặp các chân sau này là giá là 200.000, mưa rồi anh em ơi. Bên đây đến hai tệ ha, hai thùng anh em. Thùng tệ quá. Rồi. Ha. Vùng bách sắt ở trong ha, 200. Rồi tiếp theo là combo học bình. Học bình này mất tem rồi. Học bình, cúp đồ mà đẹp anh em. Bắt đầu mà khỏi nói rồi ha. Rồi vậy mời em tranh thủ mình đá một con nữa, thế bữa nay con này nó không được tròn trẻ rồi. Lường nước với đuôi biển số thì 250 anh em combo. Học bình, lường nước, đuôi biển số với cốc đồ. Đuôi biển số còn khá đẹp anh em. Rồi 250. Tiếp theo là cái đuôi đèn hậu. Thì đuôi đèn hậu này là đẹp nha anh em nè. Cái này dính băng keo á, anh em về tẩm miếng dầu vô ha, anh em trả ra liền. Còn nếu không thì anh em làm biến làm, anh em nhắc em cái em làm cho cũng được. Có nhiều lúc em quên thôi. Còn đẹp ha anh em. Chữ nghĩa rõ ràng luôn này ha. Tặng cho anh em hai thùng hai con luôn. Cái này là nó chỉ hơi ra ten nhẹ nè. Anh em về có miếng dầu anh em chà vô là sạch bon ha. Chứ chưa đến nỗi gì xét nha. Rồi dây nhỏ không biết nói luôn. Nè bên đây không gãy nè ha. Còn bên đây nó có hơi có dấu dập dập gãy nè. Thì cái đuôi đèn hậu này em bán cho anh em giá là 300. Rồi tới tay sách. Tay sách trên theo xe nè, dẻo. Này chưa xét ha. Này chưa xét ha. Bên đây có hơi xét rồi nè. Rồi em quay mặt trên này, em quay mấy hông cho anh em xem ha. Này phẳng liền anh em. Mưa tới rồi anh em ơi. Mùa này khó khăn quá. Nên em mua con xe em cũng cần giá cho nó sát giá để anh em mình dễ giao lưu với nhau. Rồi em bán hàng này là em không có bao ship anh em, mà giá trên em cũng không bớt được nữa, thì mong anh em thông cảm nha. Thì anh em nào có mua nhiều, ví dụ em có bớt được là tự nhiên em sẽ bớt thôi. Rồi cái cản này nó đẹp ha anh em. Cái này anh em về chịu khó spa nha. 300. Rất là dày luôn anh em. Nguyên theo xe, xài biết chừng nào hư. Rồi sạc chớp rò le combo như vậy là 250.000, sạc là 9.N ha, chớp với rò le bên đây 250.000, rò le có luôn bao da nghe anh em. Còn IC này thì 100.000, IC này IC của xe 100 rồi. Xe 100.000, xe vậy mà bị like. Rồi tiếp theo là gấp hộp sơn phuộc sao. Thì hộp sơn này khá đẹp ha anh em. Tem trên mất. À, sơn riêng ha anh em. Nhưng mà ngay chỗ này có dặm chút xíu nè anh em, nè thấy không? Đó. À, đây có nè ha. Còn chạy chỉ nhưng mà có dặm nè anh em. Tem riêng nè ha. Hộp sơn này thì bên trong thì còn cái gấp này có dặm nè anh em nè. Gấp hộp sơn này em bán anh em giá là 700.000 ha anh em. Gấp này đời 99 nhưng mà lại không xài không chỉ anh em. Nè 99 nè. 99 nè. Ủa không ủa phải ta nhìn không rõ tối quá anh em.
99 nè. Chín mà không xài không kỹ nha anh em. Thì nó chuyện đó bình thường ha anh em. Rồi, gấp mặt sơn này là 700. Rồi tiếp theo phục sao. Phục sao này ti rin nha. Ti rin nhưng mà xưa giờ em bán này không bao ti anh em. Hình như có xịn cây vậy. Chân còn đẹp rồi ha. Cho anh em về làm lại. Thì phục sao này em bán vẫn giá là 400 ngàn ha anh em. Chứ rin lâu quá trời mà xài gì. Ba máy này là rin hết, ống lò xo với chân keo là chân này rin ha. 400. Rồi còn gì nữa ta? Đường dây điện á thì khi em tháo xuống em mới báo giá được anh em. Chứ giờ trên đây nhìn thì đâu có biết. Rồi em bán cho anh em cái bình xăng lớn này, bình xăng lớn này rất là đẹp nha anh em. Bình xăng lớn này là rồi, đúng giá 99 anh em. Nè, sơn green. Có chữ C đây luôn ha. Đây. Thì báo xăng là báo xăng green. Báo xăng green dây không đứt nối. Nè, mé hông này là rất là đẹp ha, cái này chưa có vệ sinh nha anh em. Nè. Còn cái bát yên thì khỏi nói nè. Nè. Cửa gà xanh lè luôn ha nè. Đây, quan trọng cái bát yên nè anh em. 99 với đầu 2000 là bát yên nó màu nó tới màu luôn. Cuối 2000 với 2001 thì nó sẽ chuyển qua sơn đen rồi, hết đẹp rồi. Đây bên đây nè, đẹp hơn nè ha. Nắp xăng riêng ha anh em. Nắp xăng này phải nói là khủng khiếp luôn rồi. Thì bình xăng lớn bách yên này em bán giá hơi cao hơn mọi khi chút xíu ha anh em. Nhiêu tiền ta ta? 99 hả? Bình xăng lớn bách yên này em báo giá với anh em là 900 ngàn. Giá vậy vẫn còn dễ chơi mà anh em. Có luôn ống xăng đầy đủ ha anh em. Ống xăng báo xăng đầy đủ. Cục máy này là phải nói là khủng khiếp luôn. Ông anh hôm qua ông thấy cục máy ông kết chạy bao phê nè. Đây. Nhưng mà xe này có lỗi là sườn nó hơi yếu cà nông rồi. Rồi xe này đâu còn gì để bán nữa ta. Rồi để em tạm dừng cái rồi em vô em dẫn vô em tránh mưa một cái rồi cái em giới thiệu với anh em bộ áo ha với cái yên. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đầu tiên là lườn giữa. Lườn giữa hai tem còn đẹp. Đây cái móc bên đây là không nứt không tét gì hết nè. Bên đây cũng vậy luôn. Còn đen ha. Đây không nứt luôn ha. Cửa bên đây còn, cửa bên đây gãy. Đúng đời 99. Riêng theo xe. Tem đẹp quá anh em ơi. Tem này người ta có dán keo rồi vậy ta. Rồi cái lượng giữa này em bán anh em giá là 500 ngàn. Rồi tiếp theo tới cặp bẩn. Cặp bẩn này là có dán keo hết em. Đây có dán keo ha. Nhưng mà có trầy nhiều ở đây mất gót chút xíu ha. Nhưng mà được cái tem riêng rồi anh em. Tem riêng cỡ này khó kiếm anh em. Móc còn luôn. Nói tóm lại là tương đối lắm, cái này về anh em lột keo với dặm vô mới được. Nè, mất gót này ha. Khô bò còn đầy đủ luôn. Nay quay tối quá khó coi quá anh em ơi. Thì đét 99 thôi nè. Móc này còn luôn ha. Rồi tiếp theo bên bình phải. Bên phải thì mất hơn chút xíu này ha. Này ở đây có dán keo luôn. Bên đây cũng dán keo luôn. Đây gót cũng mất hơn chút xíu thôi nè. Khô bò đầy đủ luôn. Đây đét 99 luôn. Móc này còn luôn. Thì cặp bẩn này em bán anh em giá là 1 triệu hết em. 1 triệu. Rồi tiếp theo là hai thân sau. Hai thân sau thì ngay chỗ này nó bị gãy chút xíu nè. Em còn cái miếng đó luôn. Trên dưới còn đủ nè. Bát trên thùng xăng còn nè. Bát dưới thùng xăng còn luôn nè. Cái này nó có mẻ tí xíu nè. Rồi còn cái này là tem rin. Cỡ này khó kiếm mà anh em. Anh em về cho anh em vô xe mọc ha. Có dán keo nha anh em. Có dán keo nè. Rồi thằng bên này. Tiếp theo là thằng bên phải.
Đây cũng có dán keo luôn. À, đẹp luôn ha. Bát trên thùng xăng còn, bát ở dưới thùng xăng còn luôn. Tem bên đây cũng đẹp luôn ha nè, cực kỳ luôn ha nè. Còn bên đây thì nè, đây nè, tem pin theo xe lúc nào cũng đẹp ha. Nhưng mà cái mùi rùa nó xấu anh em ơi, này chạy tùm lum hết trơn. Nhưng mà gãi có một bát này, mới gãi luôn nè, dắt cho vận chuyển về nè, giải chung với cái thân sau hồi nãy á, chính chính luôn ha nè. Rồi cái cốp cốp này nó bị bay màu luôn anh em, rin nè, tem rin nha. À, lỗ đẹp nè, lỗ đẹp nè ha, cũng đã 99 luôn ha. Thì full thân sau này thì em báo giá với anh em á là 1,5 triệu anh em. À, 1,5 triệu anh em ơi. Em rin được cái này cũng khó kiếm anh em. Lỗi chút ít anh em về fix lỗi ha. Rồi, cái dè. Dè thì cái ốp dai này thì dán keo anh em, dè ốp dai dán keo nè. Mà có trầy ha. Được cái là ba móc mà không gãy nè. Đúng rồi, 99 luôn anh em. Rồi còn bên đây thì ít trầy hơn nè. Cũng dán keo luôn, ba móc không gãy luôn, đúng đời 99 luôn anh em. Rồi còn mỏ dè, mỏ dè thì ba lỗ này là đẹp nè, ba lỗ bắt bẩn đẹp, ô bắt dè đẹp nè, này có dán keo nè, nè có miếng keo nè nè. Còn trước này thì có gắn rõ có dấu trầy nè, cũng có dán keo luôn nè. Nhưng mà nó trầy ha, trầy này không biết lột ra không, chỉ nó tét chỗ này ha. Thì cái dè dớp dai này em bán anh em giá là 500 ha, cho anh em về lấy phôi sơn hoặc là anh em về hàng ở chỗ này lại anh em dặm nhẹ chỗ này là xong. Đây. Rồi tiếp theo là đầu đèn, đầu đèn này có dính sơn xịt rồi anh em nè, có sơn lại rồi nha anh em nè. Được cái nó còn khá ha, thì mặt dưới này cũng không có lỗi nè, nhưng mà ngay chỗ này nè nguyên vàng bát để gãi anh em về làm lại ha. Bát bên đây thì cũng còn tạm nè, hai bên nha thì không có lỗi nè. Đầu đèn đi trong xe nên nè, có sơn xịt nè, có dính sơn vô nè. Thì cái đầu đèn này em báo giá với anh em là 250.000 cho anh em về sơn lại. Rồi tiếp theo là cặp nhan, cặp nhan này không có nứt ha, ít răng nữa anh em, 200.000. Còn cái chá này là rin theo xe, in theo xe ha, bóng rin luôn ha anh em. Thì bây giờ em báo giá từng cái món đi cho nó dễ. Cá rin theo xe thì ngay chỗ này nó có trầy nhẹ nè, anh em về xử lý được nha. Đây thấy không, trầy ít thế anh em, trầy chứ không có nứt nha, anh em về xử lý lại ha. Thì cái chá này được cái là khỉ rất là đẹp nè anh em, coi nè, quay về cũng khó, có răng ha, theo xe đa số là có răng hết. Để em gỡ ra con tài. Đây. Không có dấu chảy ha anh em. Con ốc thì nhìn biết ốc bu vàng rồi ha. Rồi. Cái chá này thì em báo giá với anh em là 600.000. Rồi, bỏ qua một bên. Tiếp theo là cái bóng đèn kim theo xe, hai tim còn cháy đủ hết. Này nó hơi dơ anh em, để chùi chùi sạch. Nè, trên theo xe hết anh em. Bụi dưới ta. Nè, có hơi nám nám nhẹ nè, ít nám nè. Xe này đi cũng ít nè. Rồi, bóng đèn nhìn là 300 hết anh em. Chân còn cứng nhắc nè. Rồi, tiếp theo là đuôi bóng. Đuôi bóng pha, đuôi bóng pha đời 2000, bộ này 99 nữa nè, cam này 99 nữa nè, đẹp quá anh em, 99 á, chưa có chảy anh em nè, bao da không rách luôn ha, bao bọc trắng bụi nè, không rách luôn ha, dây không đứt nối ha. Cái đuôi bóng này không thì em bán anh em giá 250. Rồi em vừa cái
báo giá cho anh em xong cái con xe quay 210 đời 99. Thì một số món dàn ngoài thôi, còn sườn với lóc với cục máy thì em đã bán cho ông anh rồi. Thì anh em thấy món nào mà kết thì anh em cứ alo trực tiếp cho em, hoặc là kết bạn Zalo cho em, số điện thoại là 0939530347. Rồi, thân chào anh em.